Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quay heo cồn nha. Đầu tiên mình sẽ đi chợ và mình mua 48 thịt để mình quay. 48 thịt này sẽ kiếm được 500 ngàn nha các bạn. Thử làm với mình coi để con heo được bao nhiêu ký nha. Đầu tiên mình mua 48 cái cô xinh đẹp này. Cô này bán rất là dễ thương và bán vào rọi và giò không mọi người ơi. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị gừng và hành, tỏi, ghiền, sả, ớt, tiêu. Mỗi thứ mình sẽ chuẩn bị khoảng 10 gram, mỗi thứ 10 gram mọi người mình băm lên. Đây là đường thốt nốt, mình sẽ cho một cục. Tiếp theo mình sẽ cho bột ngọt nha, bột ngọt tùy mọi người nha. Ai ăn bột ngọt thì bỏ được nhiều, còn mình bán thì sẽ bỏ được nhiều nha. Đây là hạt nêm, mình hạt nêm sẽ cho một muỗng đầy. Và nước tương, mình sẽ cho khoảng 2 muỗng nha mọi người. 2 muỗng nước tương. 2 hoặc 3 muỗng được nha các bạn. Còn đây là dầu hào, sẽ cho một muỗng nha mọi người. Một muỗng thì mình canh theo cái này mình vừa tay vừa cầm vừa canh không được. Tiêu đen. Này là tiêu xay nha mọi người. Còn đây là sa tế khoảng một muỗng luôn. Và sốt ướp nướng thì mình cũng một muỗng mọi người ơi. Khi xong mình sẽ quậy đều và cho đường tan nha mọi người. Mình cắt đường ra cho nó tan hết nha. Chứ không nó không tan hết thì nó đóng cục đó mọi người. Đây là đường thốt nốt nè. Khi mình làm xong á thì mình sẽ chuẩn bị thịt, rửa sạch thịt, thử sạch mùi hết, mình đâm những cái lỗ này như bình thường các bạn. Đâm lỗ và khứa theo những đường như vậy, không khứa đứt lên nhau nha. Mình sẽ khứa đứt mỗi thứ một chỗ một ít. Đây là mình khứa xong rồi mọi người. Một tay mình không khứa được nha, hai tay mình khứa được nha. Đây mình chỉ cho các bạn vậy. Mỗi thứ mình khứa nha, chỗ nào mình khứa. Rồi mình sẽ cho gia vị lên. Tại vì nếu mà đây qua tay mình cũng làm không được, quay phim nhiều khi không được nên hướng dẫn cho các bạn không có kỹ. Nếu mà có một người nào quay phim cho mình thì làm ok hơn, nhưng mà tay mình cũng đã làm sạch sẽ rồi các bạn ha. Rửa sạch sẽ rồi mới làm ha. Nên yên tâm. Còn tiếp theo mình sẽ dùng cái cây và mình đo có phần bề nào mình sẽ tốt hơn, và mình dùng một cái kéo mình đâm vô khoảng bên da khoảng dưới hai khoanh nha mọi người. Vì sao? Vì mình phải đâm dưới như vậy thì mình sẽ may nhanh hơn, vì có nó có lỗ sẵn rồi, còn không có đâm trước đó, mình sẽ may rất là lâu, nên các bạn nhớ nha. Còn đây mình sẽ lên màu bằng xịt tinh nha mọi người. Nước trong một cái ca đó mình đã chuẩn bị nửa ly nước như thế này, và mình cho nửa phần còn lại là nước ngọt nha. Nước ngọt cho xịt tinh như vậy mình sẽ lên màu nha. Mình màu nào mình cũng lên được ha, tại vì là mình thích màu nào mình lên màu đó. Còn cục thịt heo này mình đã sấy rồi mọi người, mình đã sấy cho nó khô phần da để mình lên màu cho nó chuẩn hơn. Rồi mình sấy khô thì mình sẽ lên màu, mình lên màu màu xịt tinh. Có màu xịt tinh nó ngấm không, nó dính cái màu này hóa chất không hay sao á, nhưng mà không sao, trẻ con nó uống được mà. Cái này chưa nghiêm cấm thì mình vẫn xài được ha, tại vì mình làm cho các bạn biết là màu nào cũng có thể lên được hết, nhưng mà màu mật ong là chuẩn nhất thì các bạn cứ lên theo màu mật ong đi ha. Thì còn màu này mình chơi cho vui thôi, làm cho vui thôi. Còn tiếp theo là mình sẽ cho vào lửa khoảng 1 phút là mình sẽ xịt dầu lên nha các bạn, đừng để qua 1 phút nha. Nếu mà qua 1 phút đó nó sẽ bị đen da nha, nó sẽ lên màu khác, màu đỏ rực hơn đó, kiểu màu đỏ rực, kiểu màu cháy á. Thì các bạn phải lên dầu lên nha, khoảng 1 phút xanh da lại các bạn xịt lên. Nhớ chú ý phần này ha. Than của các bạn sẽ để hai hàng dọc ở dưới như thế tôi thấy không? Hai hàng dọc ở dưới chứ không được để ở dưới phần thịt nha. Dưới phần mỡ nhỏ xuống nha. Nếu mà để dưới thì cháy. Đây là khoảng 45 phút rồi nó sẽ chín nha. Nếu không chín thì mọi người thử gác lên, nếu mà nó nhỏ giọt còn màu đỏ thì thịt nó còn sống nha mọi người. Bây giờ mình nướng xong rồi mọi người, mình cân thử nha. Cân cục này là 2,7 kg mà cái cây là 1 kg, còn 1,7 kg hai cục như vậy là 3,4 kg. 3,4 kg mà nhân cho giá 350 thì nó sẽ là được 1.190.000 tiền cả vốn cả lời nha mọi người. Thì mình mua chỉ 600.000 thôi nha. Đây là con trai của mình ăn và biểu cảm cho nó nha mọi người. Mày có tư ba không? Ba làm ăn không? Ừ. Cái bạn mua đấy. Mời đến mà. Ăn miếng này. Rồi ăn miếng. Mình. Cái nhà nó cứng mà nó kêu gạt gạt cái nó 10 giờ. Ăn hẳn đi.